Xin chào các bạn. Ở clip trước thì mình đã nói về cái vấn đề cột móng. Đó, hướng dẫn các bạn cách đọc cột móng và dựa vào cái phần cột này. Đó, dựa vào cái phần thông số cột này. Thì hôm nay clip này sẽ tiếp tục nói về cái thông số cột này. Sau khi các bạn đổ bê tông móng xong thì nó sẽ có thép chờ này. Hôm qua mình đã nói là thép chờ lên 700 và chỗ này để buộc đai là A100 đấy các bạn nhé. Đai V6 A100. Đó thì xuyên suốt clip hôm nay tiếp tục vẫn là về cái clip dựng cột này. Chúng ta có thể hiểu được thêm về những cái phần cột này thì chúng ta cần trong cái clip này chúng ta cần phải kiểm tra thêm những cái bản vẽ khác để chúng ta có thể biết được cái vị trí cột được sử dụng như nào và được đổ như nào. Đó thì ở đây thì cái số lượng cột của cái C1 này của nó là 11. Đó, mình sẽ tập trung hôm nay clip này mình sẽ tập trung vào cái cột 11 này, cột C1 này. Đó, thì trước khi vào sâu trong clip thì mình sẽ nói lại cho các bạn biết là ở đây thì chúng ta sẽ có là cái cốt của cái tầng 2 nó là 39. Đó là từ cái cốt 00 lên là 39. Đó. Như vậy cái sát hôm qua mình đã nói các bạn là phải cắt 4m6 rồi, vì lên đây là nó nối được cho phép bên thiết kế là ghi là nối là 700. Đó, ghi nối 700. Như vậy 3m9 cộng với 700 nó sẽ là 4m6. Đó, thì chúng ta nối từ đây lên trên này là 4m6. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ có cái dầm, ở đây là dầm 350 các bạn nhé. Đó, vị trí dầm 350. Thế vậy thì để chúng ta kiểm tra chuẩn xác xem cái dầm này đúng là 350 hay không thì chúng ta cần phải kiểm tra xem bên này. Đó. Chúng ta kiểm tra hai cái thông số này để cho nó xem có trùng khớp không các bạn nhé. Đó thì em chưa anh ạ. Chúng ta cần kiểm tra đến cái mặt cắt của cái căn nhà này. Đó thì ở tại mặt cắt này các bạn đã nhìn thấy cái thông số là đây là cho là 350 các bạn nhé. Đó. Đây các bạn này. Đó, đây là cho là 350 này. Tiếp tục chúng ta kiểm tra là đến cái kết cấu của cái phần dầm này. Đó đây các bạn. Thì tại cái kết cấu phần dầm này nó sẽ cho thông số đây là 22 x 35 đây, tức là dầm này sẽ có là dầm 200 nhân 350 đấy các bạn nhé, tất cả đều là như vậy. Đó thì như vậy là chúng ta đã biết chính xác nó là dầm 350 rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ đổ như nào cho đổ bê tông cái cột này như nào đúng để khi đến khi chúng ta có thể là làm được cái dầm này. Thì ở đây từ đây là từ cốt 00 này các bạn biết là lên trên mặt này là 39. Đó thì chúng ta sẽ trừ từ 39 này trừ đi 35 cm. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ còn phải đổ là bằng 3m55 các bạn nhé. Đó, chỗ này chúng ta sẽ đổ 3m55. Đó là cái điều đầu tiên để nay mai chúng ta ghép được cái dầm này. Đó, như vậy. Còn sắt chờ thì các bạn cứ bố trí là chờ cắt sắt thép để chờ lên là 700. Đó, thì chúng ta vẫn cứ để chờ 700. Đó, bên này cũng vậy, cũng chúng ta cũng trừ như vậy. Đó, bên này thế, trừ như vậy. Đấy, bây giờ một câu hỏi đặt ra là chúng ta muốn kiểm tra chính xác xem là cái bản vẽ kết cấu này với cái bản vẽ của cái phần kiến trúc thì nó có khác nhau không. Thì ở đây chúng ta sẽ lật về cái bản vẽ xây này. Đó, bản vẽ xây này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là toàn bộ cái hệ thống cột này thì nó được thể hiện ở đây, ở trong cái bản vẽ kết cấu là đều như vậy. Nhưng mà duy nhất thì có hai cột C1 ở đây nó sẽ biến thành cái cột tròn này các bạn nhé. Đó, hai cột C1 này. Sau khi mà chúng ta lên cốt 00 chúng ta sẽ phải đổ nó là cột tròn. Thì ở đây về cái phần kết cấu đây các bạn nhé. Đây là mình dỡ lên phần kết cấu. Đó.
cái cấu mặt mà răng móng đấy thì đến cái cốt 00 thì nó vẫn là đang là cột vuông. Đó, sau khi chúng ta đổ lên trên tầng để chúng ta xây tầng 1 thì chúng ta sẽ phải đổ nó thành cột tròn. Đó. Thì ở đây thì chúng ta nhìn vào cái bản vẽ này. Vì xem bản vẽ thì các bạn phải nghiên cứu rất là nhiều cái bản vẽ thì chúng ta mới có thể là nắm bắt được chính xác. Đó, thì ở đây là các bạn nhìn thấy đây là hệ thống cột tròn này các bạn này. Đó, đây có cột tròn này và trong này có cột tròn giả này. Đó. Đó. Thì ở mặt này nó cũng thể hiện như vậy. Đó, ở đây là có cái cột tròn này các bạn này. Đó. Thì chúng ta sẽ đổ cái cột tròn này vẫn là 21 cm. Đó. 21 cm. Đó, như vậy là khi thi công thì các bạn sẽ đổ những cái cột nào trước, còn những cái cột biên này các bạn sẽ là đổ trước các bạn nhé. Những cột biên này đổ trước để chúng ta khi mà chúng ta giữ cột đấy thì giữ những cột biên này trước, xong đổ những cái này thì chúng ta sẽ quay sang xây cái này để đỡ chống việc, đỡ chống thời gian. Đó, khi thi công thì chúng ta sẽ đổ những cái cột biên này trước. Đó, thì ở đây sẽ có cột C1 và cột C2 này. Cột C2 này, hai cột C2 này là 300 này, là cột 220 và 300. Nó thì còn những cái cột này đều là C1 hết thì chúng ta sẽ đổ hai hàng cột biên này. Nó thì đến ngày hôm sau, sau khi chúng ta giữ cột này rồi thì chúng ta quay sang tiến hành đổ những cái cột này. Đó. Và hai cột này chúng ta sẽ để lại để chúng ta đổ cột tròn. Hai cột này có thể đổ sau được. Đó thì chúng ta sẽ đổ ở đây xong thì nó sẽ tiến hành được là vấn đề để chúng ta bắt đầu xây. Đó, khi chúng ta mà đã đổ xong cái phần cột đó rồi đó, thì chúng ta sẽ tiến hành là nghiên cứu về cái mặt bằng xây này. Đó. Thì các bạn phải xem xuyên suốt những cái clip của mình, từ clip đầu tiên mình đưa lên thì các bạn sẽ hiểu được về cái kỹ thuật để chúng ta đọc bản vẽ. Như nếu xem một clip thì các bạn sẽ không thể hiểu được, bởi vì nguyên tắc của cái xem bản vẽ là phải xem rất nhiều cái bản vẽ khác nhau, chứ không phải nguyên một bản vẽ mà chúng ta hiểu được. Ở đây khi mà xây này thì chuyển sang mặt bằng xây, chúng ta cần phải xem những bản vẽ gì. Đó, chúng ta cần phải xem bản vẽ cửa này, bản vẽ mặt cắt của cái căn nhà này. Đây, cho vị trí cắt 11 đây, chúng ta cần phải xem cái mặt cắt 11 này. Đó, rồi thì chi tiết của cái nhà vệ sinh này, cũng như là chi tiết của những cái phần trang trí này, để chúng ta có thể phối hợp lại, chúng ta đưa ra một cái thi công thống nhất. Đó, thì đấy là cái cơ bản nhất. Thì ở clip sau thì mình sẽ bắt đầu tiến hành đọc cái bản vẽ xây này, để hướng dẫn các bạn về cái cách đọc bản vẽ xây này. Thì hôm nay đó là những cái mà các bạn cần phải chú ý đến cái vấn đề là chúng ta đổ cái cột bê tông đó cốt như nào. Nó thì đối với căn nhà 39 mà đổ dầm 350 thì chúng ta chỉ đổ 3m55 thôi. Sau đó chúng ta sẽ đổ thêm 350 phân dầm nữa thì nó sẽ lên là 3m9. Đó, thì ở đây là những cái mặt cắt để chúng ta phối hợp lại để chúng ta có thể là tiến hành đọc cái bản vẽ xây này các bạn nhé. Đây là bản vẽ kiến trúc này. Đó. Đó, thì clip sau thì mình sẽ bắt đầu tiến hành vào cái bản vẽ xây sau khi các bạn tiến hành đổ cột. Thì ngay từ đầu clip một đầu tiên mình đã nói các bạn là mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cái cách mà mình là cái người đứng ra thi công cái căn nhà này thì phải đọc cái nào, chứ không phải như là hướng dẫn các bạn như kiểu cách đọc một cái bản vẽ giống như một cái bài học thuộc lòng thì nó không phải. Mà cái này thì trong khi thi công thì nó có nhiều cái mình cần làm những cái gì thì mình sẽ nói ở trên cái clip của mình. Đó, thì sẽ nói cụ thể là đổ như phần đổ cột đó, thì cái phần đổ cột mình đã nói các bạn trừ là bằng 3m55 rồi. Đó, thì ở những đến cái mặt bằng xây này thì mình sẽ nói đến đâu mình làm, ví dụ vài cột góc này mình làm như nào, những cái vị trí cột này mình làm như nào, có cần phải làm ngay không hay như nào đấy, thì mình sẽ nói xuyên suốt cái clip đó. Thì để cho các bạn đọc được cái bản vẽ này thì các bạn sẽ hiểu được luôn cả cái về cái vấn đề thi công nữa. Đó, thì mình trừ ra sao như nào để chúng ta thi công cho nó đúng. Đó, thì đó là clip hôm nay, là clip để giới thiệu để tiến hành cho clip sau, là clip bắt đầu bước vào cái xây này.
Thì mình lại nói lại một lần nữa là để mà đọc được cái bản vẽ xây này thì chúng ta kết hợp rất là nhiều các loại bản vẽ. Ở đây là cái mặt cắt cầu thang này, đó chúng ta cần phải đọc này, rồi cũng như là những cái mặt cắt này, mặt và bằng trần này để chúng ta tiến hành làm sao cho nó hợp lý nhất và tiến hành thi công nó được đúng. Đó, ngoài ra còn có những cái bản vẽ cửa đây các bạn nhé. Đó, phần cửa này chúng ta cần phải đọc để chúng ta biết được chúng ta để cửa như nào cho hợp lý, cho nó đúng với cái yêu cầu của bên thiết kế họ đưa ra. Đó, thì clip sau bắt đầu mình sẽ tiến hành đọc cái bản vẽ mặt bằng xây để cho hỗ trợ cho các bạn trong vấn đề mà chúng ta vừa thi công như nào nhé. Thì mình sẽ dừng clip đây và hẹn gặp lại các bạn clip sau.